Nó gọi đâu chưa? Chưa. Được không? Thiệt. Bây giờ mấy tháng rồi? Đang bao giờ nào? Bao giờ mà tháng này chưa tắt? Mẹ chưa có gọi đầu luôn mẹ. Tôi chưa có gọi đầu. Nãy bực tóc nó tra, nó bực làm gì vậy? Chụm tóc rồi, cho nó đẹp. Nay đi diễn đâu vậy? Nay trời mưa không có diễn hả? Không. Hôm nay đi hát bài Cô Gái Đông Đào rồi hát cho nghe thử coi. Thôi. Hát thử khúc coi. Thôi, buồn quá. Anh Văn là con gái như ngọc nè, dáng như kiều sa, còn đôi mắt hơi điệu đà. Tính em thiệt thà, chắc khoa công nghiệp mà, nếu mà thương. Sáng đôi tay là anh em một nhà.